Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sewunet. Và như video lần trước các bạn đã đón xem thì mình đã review cũng như đánh giá chi tiết về con iMac M1. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái gì đó thật là khác biệt, một cái gì đó mà các bạn rất là mong chờ. Đúng rồi, các bạn hiểu đúng ý mình rồi đó. Đó chính là test hiệu năng trên con M1 này, con M1 Max Option của đời iMac năm 2021. Vậy thì hãy cùng mình đón xem coi là con M1 Max Option này nó làm được gì. Với 512 SSD, 16GB và một con chip M1 có tính 8 nhân CPU và 8 nhân GPU. Thì hãy xem là những cái tác vụ thông thường chơi game này nọ mình sẽ phá tẹt ra con này luôn, để cho các bạn có thể hình dung được cái Max Option trên cái M1 này thì nó sẽ có sức mạnh như thế nào. À mà còn quên nữa, nếu như các anh em nào mà hứng thú với con iMac M1 này cũng như là một cái màu hồng tuyệt vời này thì mình sẽ để đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng tới cửa hàng của Sewunet để cho các anh em mua nó nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Các bạn có thấy mình rõ không ạ? Và trong cái mục test hiệu năng lần này thì đã là test hiệu năng rồi thì chắc chắn là phải chơi game, thì mình sẽ dùng chiếc tai nghe 13 triệu đến từ Bo. Và tất nhiên chiếc tai nghe AirPods Max này vẫn được bán tại cửa hàng của Sewunet nhé. Vậy thì nếu như các anh em nào có quan tâm thì mình vẫn sẽ để đường link ở phía bên dưới. Nào hãy cùng mình bắt đầu thôi. Đầu tiên á thì chúng ta sẽ test một cái cơ bản nhất, đó chính là mở 100 tab Safari thì coi cái máy này có bị lag không. Đây nhá, để xem là chúng ta có thể giết chết được con MacBook này không nhé, với một cái phiên bản là Max Option và dung lượng RAM là lên tới là 16GB. Thử nhá. Nó vẫn chưa có dấu hiệu lag anh em ạ. Nó vẫn chưa lag. Khá là mượt nè, mình có thể di chuyển giữa các tab với nhau khá là mượt. Rồi, nhìn nè. Được không? Giữa cái lúc mà di chuyển như thế này thì nó có vẻ là nó hơi lag một tí nhá, nhưng mà khúc này thì nó không lag lắm. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng xóa nó bớt đi rồi. Còn nó như thế nào? Đây, để mình sẽ lấy một cái tab mình dần tới cuối. Ôi lag nha các anh em nhá. Lag. Khúc này nó hết mượt rồi. À, cái này như luyện tập sức khỏe. Ô lag nè anh em ơi. Rồi, vậy thì như các anh em có thấy thì mở Safari dưới khá là nhiều tab, mình nghĩ là lên tới gần đâu đó là 100 tab. Vậy thì nếu như mà mở nhiều cái app cùng một lúc thì sao nào? Đây. Đây, như các anh em có thấy di chuyển camera khá là mượt, không sao hết. Nhưng mà với một con chip M1 Max cấu hình 16GB mà như vậy là quá bình thường. Mình sẽ để yên nguyên như vậy, nhưng mà mình sẽ chơi thêm một tựa game Alpha 8. Nếu như mà các anh em có thấy Apple quảng cáo không, là khi mà các anh em có thể vừa chơi Alpha 8, các anh em vẫn có thể gọi FaceTime để mình kêu một thằng bạn của mình vừa gọi FaceTime cho mình xem nhé. Thì vừa gọi với nó, vừa nói chuyện với nó, vừa chơi game để coi cái máy này nó có lag được không nhé. Nhưng mà đồng thời vẫn mở hết tất cả các tab luôn nhé. Như các bạn cũng đã thấy đây thì mình đã kêu thằng bạn mình gọi cho mình. Đây nó đây, thì mình sẽ để hình của nó đây. Mình sẽ vừa nói chuyện nó vừa chơi game Alpha 8 nhé. Đây, sử dụng này. Đó, các bạn thấy không? Cái camera nó vẫn còn hoạt động khá là mượt. Bạn này vẫn di chuyển khá là mượt và bên này mình di chuyển cũng khá là mượt luôn. Mình thấy một cái điểm duy nhất là khi mà các bạn chơi những cái tựa game như thế này mà khi vừa thực hiện video call á thì nó sẽ không có tiếng, nên có lẽ là cái này là chuyện bình thường dễ hiểu thôi. Sẽ bị giới hạn về tiếng khá là nhiều. Giả sử như các bạn đang ngồi nói chuyện với cô giáo trong giờ học đi ha, mà các bạn cần vừa chơi game vừa đánh văn bản thì sao nhỉ? Bình thường trên các máy Windows hay PC bình thường á, mình nghĩ là nó sẽ đã lag rồi, nhưng mà đối với con iMac này á thì nó không hề lag. Và mình nghĩ là cái bản base model 36 triệu á bán tại cửa hàng của Sewunet thì mình nghĩ là khi các anh em làm cái tác vụ như thế này thì cũng sẽ không hề lag đâu, nên các anh em cứ yên. À, thôi chắc mình kết thúc cuộc gọi với bạn mình thì mình chơi tiếp cái khác nha. Rồi vậy thì chúng ta hãy cùng tới với cái màn test hiệu năng thứ hai đi. Vừa chơi Fortnite vừa edit video thì sao ạ? Ok, bởi vì mình cũng không có chi phí để tải các phần mềm như là Premiere hay là Final Cut Pro của Apple về, nên mình sẽ dùng một cái app khá là cây nhà lá vườn của Apple, đó là iMovie. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng khởi động Fortnite lên nhé. Đối với một số anh em đó giờ nghĩ là MacBook không thể chơi được cái tựa game như là Fortnite này nọ, hôm nay các anh em nên suy nghĩ lại, bởi vì hôm nay mình sẽ chơi thử Fortnite trên đây cho các anh em xem nhé. Đây, Fortnite mình cũng đã tải sẵn luôn rồi, rất là nhanh luôn á. Mặc dù mình đang mở rất là nhiều tab nhưng nó chạy rất là nhanh. Nào bây giờ mình chuyển qua chuyển lại đó, thấy không, rê chuột vẫn còn ngon. Đây, chuyển qua đây không hề có sự giật lag nào, để thử di chuyển cái này coi. Không hề giật lag nhá. Đâu, để coi thử coi cái setting này nằm đâu đây. Chỉnh lên Max cấu hình luôn, độ phân giải khá là cao, 2240x1260, và độ và cái FPS sẽ là 60. Đây, để mình tăng cái FPS luôn cho nó mau. Unlimited khi mà chơi game á thì cái CPU với lại cái GPU nó cũng hoạt động khá nhiều, nhất là cái card đồ họa của chúng ta. Rồi thì trong lúc mình chơi game thì thử edit vào cái video nhá. Khá là ok nhá. Đó, chạy mượt quá trời mượt luôn. Các anh em biết cái điều gì quan trọng nhất không? Đó chính là cái tiếng quạt ở trên đây. Để mình thử nghe coi, tại nãy giờ đeo cái AirPods Max này nên mình không có nghe được.
có nghe một chút nhưng mà cũng không phải là quá lớn. Cái phần này nó có nóng lên. Và kết luận lại của mình sau cái đợt này đó chính là khi mà các anh em vừa edit video á mà vừa chơi game cùng một lúc á thì cái chỗ này nó chỉ có một tiếng ồn, tiếng quạt nó nóng lên một chút thôi. Còn về phần mấy phần khác về hiệu năng đồ này nọ, các tab đồ mình vẫn bật được bình thường, vẫn di chuyển được một cách khá là bình thường. Đây, vẫn chọn nhìn này khá là bình thường, không có gì xảy ra hết. Cái thứ nhất á là cái quạt của nó không quá ồn, bởi vì về cơ bản là chiếc M1 nó tối ưu hiệu năng khá là tốt. Và cái thứ hai á là khi mà các anh em đụng vào á nó cũng không quá là nóng. Trong cái tác vụ mà vừa edit video này vừa chơi game một cái hiệu năng nặng như cái Fortnite này á thì mình nghĩ là đây là một cái điều quá tuyệt vời mà Apple đã cho chúng ta. Và rồi các anh em nghĩ sao về cái màn phá cái iMac này của mình? Các anh em hãy comment xuống phía bên dưới chúng mình biết nhé. Còn bây giờ mình sẽ quay lại với trận game của mình thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tắt anh ơi.